giòn quá. Này mình làm từ tối hôm qua các bạn, bây giờ mình mới quay, hôm qua đèn tối thui à. Đây cái tóc mỡ này các bạn thấy nó rất là giòn, cái da của nó phồng hết lên nè, nó vẫn còn nổ bụp 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 trong này nè. Bây giờ mình sẽ bỏ được nước mắm mình lắc nhé. Đây các bạn để ý nhé, khi nó nổ hết được rồi nè, mình sẽ vớt ra nhé. Canh nó nổ đều hết rồi vớt ra, đừng có để nó bị cháy quá nhé. Nó mà cháy, nó mới ăn nóng rồi nó mà nguội ra thì nó sẽ cháy đen xì, nó biết thâm màu đen xì không. Mình canh làm sao được cái nhiệt cái lửa của cái này nè, cho vớt nó ra đây. Lúc này thì các bạn cân nguyên liệu sẵn nước mắm đi nha, mắm ớt tỏi đấy, mắm tỏi ớt để mà mình rim mắm. Các bạn để ý mình làm nó không có bị văng ra bắn ra bếp nhé. Nếu mà làm đúng quy trình nó sẽ không bị bắn ra bếp. Còn các bạn làm không đúng quy trình nó bắn cho tét mặt luôn đó. Cái da này người ta hay sợ nó văng nhất thế này. Các bạn có tiến hành chia cho hết nhé.